Bên em xin kính chào tất cả các quý khách hàng, chào mừng mọi người đã đến với kênh bán hàng của bên em. Thì hôm nay bên em mới về được hai chiếc máy phát điện, một chiếc chạy xăng, một chiếc chạy dầu. Model là HG15000SDX. Thì máy sử dụng động cơ Honda GX 670 24 ngựa, củ phát thì củ phát 12 kva, và một chiếc máy Hyundai sử dụng động cơ 186 cho công suất là 5.8 kva nha quý khách hàng. 5.8 kva, maximum 5.8 kva. Điện zin 220, vừa đề vừa giật luôn. Đấy. Đây là chiếc máy phát điện đến từ nhà Hyundai. Vừa đề vừa giật, máy khung nha, máy chạy dầu. Đấy thì thuận tiện cho anh em công trình. Đấy. Vận chuyển rất là dễ dàng, có 4 bánh xe nha. Thì sau đây em sẽ đi giới thiệu chi tiết từng cái chiếc máy mới về bên em. Thì chiếc này là đến từ thương hiệu Hữu Toàn, model là HG15000SDX. Máy thùng cách âm chạy xăng nha quý khách hàng. Thì động cơ của nó là động cơ Honda GX 670 24 ngựa. Củ phát thì củ phát mẹc của Ý, chạy không chổi than, 12 kva. Đấy, thì quý khách hàng nào đang quan tâm đến động cơ hay củ phát hay là động cơ dầu này thì liên hệ bên em nha. Theo số hotline 0966421739, Zalo bên em. Bên em giao hàng toàn quốc. Thì sau đây thì em sẽ giới thiệu cái chiếc HG15000SDX. Thì quý khách hàng có thể thấy là chiếc này thì tình trạng là nó bị han rỉ cái phần sắt thôi. Tại vì sao nó bị han rỉ như này thì nói với quý khách hàng là chiếc này thì do dân họ sử dụng. Cái này là bảo quản không kỹ để chuột nó chui vào. Đấy. Chuột mới dán chui vào. Đây nước đáy chuột mới dán. Nên là nó rỉ rất nhanh cái phần sắt này. Chứ còn thực sự với quý khách hàng là con máy này chạy cực ít luôn. Thì những cái ốp đầu bò này hoặc những cái áo sắt này nhá, thì bên em sẽ thay luôn. Thay được luôn. Nhưng quan trọng là em mua là mua ở cái chất máy. Nếu mà máy mà xấu nữa thì em sẽ không mua. Đấy. Cái vỏ ngoài nó xấu nhưng mà cái lõi nó phải đẹp. Tại vì sao em có thể khẳng định với quý khách hàng là chiếc máy này chạy cực ít luôn. Đây em cho quý khách hàng theo dõi. Đây quý khách hàng có thể thấy cái lốc máy của nó nha. Ở dưới dầu, gian dầu của nó. Đây chỉ có mỗi một cái chi tiết này mà em quyết định em mua từ xa thôi. Chứ còn nếu mà khi mà khách hàng mà chụp cái máy này này em nhìn thế này là em đã sợ mất vía rồi. Kể em cũng sợ chứ đừng nói là khách anh em cứ nhìn vào nữa. Đấy bọn em là thợ nhìn vào như này là em đã sợ rồi. Nhưng mà cái phần này thì bên em có hàng để bên em đổi và thay thế được. Nên là những cái phần này thì quý khách hàng yên tâm nha. Nhưng mà riêng quý khách hàng có thể thấy cái chất máy nó nhìn như này cơ mà. Cái lốc máy nó trắng như ngọc trinh này. Đây. Đấy. Honda GX 670 nha. Máy trắng tinh luôn. Đấy, lốc máy trắng tinh. Thì khẳng định quý khách hàng là chiếc máy này chạy rất ít. Thì thường những dòng máy phát điện này thường là chạy dự phòng thôi quý khách hàng, nên nó sử dụng chạy rất là ít. Đấy, số giờ đếm trên đầu ngón tay thôi ạ. Đấy. Cái thùng cách âm chắc nó nặng khoảng gần 3 tạ đấy quý khách hàng, 2 tạ mấy. Đây quý khách hàng. Những cái phần này em sẽ thay hết, thay thế hết. Giờ hiện tại cái chiếc động cơ Honda GX 670 24 ngựa này hàng bây giờ rất ít. Hàng 620 thì bên em về rất là nhiều, nhưng mà cái dòng 670 đợt này rất là khan hàng, và thứ hai là giá rất cao. Như thế này thì bên em sẽ vệ sinh. Hàng này về nhà em để nguyên bản này quay cho quý khách hàng. Đấy động cơ Honda GX 670 nha. Đấy đây củ phát điện là củ vẹt 12 kva, quý khách hàng nào quan tâm liên hệ bên em nha. 12 kva. Điện 110 220. Đấy, 109 trên 54.5A nha. Tua 3000. Củ phát nặng 57.5 kg đấy, 12 kva. Quý khách hàng nào quan tâm đến củ phát hoặc động cơ liên hệ bên em nha. Đấy. Quan trọng là cái chất máy này. Đây quý khách hàng có thể thấy cái ốc của bô nha. Đây nó còn trắng tinh này, nó có chạy đâu. Đấy. Cái ốc của bô nó rất đẹp luôn. Nhưng cái này là do bị chuột nó chui vào thôi. Đấy. Lớp mút xốp này bị chuột nó cắn hết, nó chui vào đây nó đái. Thì nước đái chuột nó dán nó vào đây thì nó rỉ rất nhanh, nếu phần sắt nó rỉ rất nhanh. Như phần lốc máy nhôm của con này chạy cực ít luôn. Đấy. Đây là chiếc Honda Hữu Toàn HG 15000 SDX. Đấy.
Những mẫu này thì model này vẫn còn bán mối và bán mới và phân phối tại thị trường Việt Nam nha. Quý khách hàng có thể tra thông số kỹ thuật của nó ở trên các website hoặc giá bán mới đâu đó nó khoảng 70-80 triệu. Còn đây là chiếc Hyundai. Hyundai chạy dầu, máy khung, vừa đề vừa giật nha quý khách hàng. Đây, Hyundai DI6000LE nha. Máy nặng 116 kg. Đời rất cao nha, đời 2018. Đấy, đế 2018 nha quý khách hàng. Đấy, Hyundai chạy dầu đây, củ phát rất to luôn. Đây có đề, tất cả hàng về bên em chưa vệ sinh gì đâu. Đấy, sạc, củ đề. Đấy, đây là bô máy. Dòng này thì so với dòng cách âm nó sẽ hơi ổn nha quý khách hàng. Như được cái là nó vận chuyển rất là nhẹ nhàng và tiện lợi. Đấy, Hyundai. Đây, ổ khóa đề đây. Đấy, Hyundai. Đây quý khách hàng có thể thấy Hyundai đóng rồi. Hyundai nha. Chiếc này bên em chưa vệ sinh gì, vừa đề vừa giật luôn. 5.8 kVA, công suất max cực đại. Động cơ thì đây, động cơ diesel D450 của Hyundai. Quý khách hàng nào nó đang quan tâm với dòng máy phát điện hoặc là củ phát điện hoặc động cơ thì liên hệ bên em nha. Hotline 0966 421 739, Zalo bên em. Miền Bắc bên em nằm tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Miền Nam thì bên em nằm ở số 69 đường Tân Thới Nhất 01, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc số 140 đường Cộng Hòa. Bên em mua bán trao đổi toàn quốc tất cả các dòng máy móc cũ đã qua sử dụng nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng trong video tiếp theo bên em ạ.